tiên gặp nhau là ở trên fanpage hẹn hò anh. Fanpage hẹn hò? Dạ. Ủa cái fanpage đó hả? Fanpage bạn muốn hẹn hò. Bạn muốn hẹn hò anh. Ủa là tụi em là hẹn hò đó, bạn muốn hẹn hò rồi đúng không? Tụi em chưa có được lên sóng mà tụi em chỉ là tàu ngầm ở trên fanpage thôi. Dạ. Rồi xong rồi tụi em mới chấp riêng bên ngoài. Trời ơi. Chưa lên chương trình mà đã coi như là đã cưới nhau rồi. Tại vì đây tụi em cũng làm hồ sơ nữa mà em chào hoài không có thấy cái chương trình gọi. Vậy hả? Thế là em tự lên fanpage tự chọn. Rồi chọn luôn. Nhau lần đầu tiên thấy anh sao? Lần đầu tiên là em thấy ảnh thì không có đạt chuẩn, em cho ảnh chỉ có điểm 3 thôi. Trời ơi. Tại vì em thấy một là ảnh ớn, hai là mắc cận, ba là bị hô, bốn là răng không đẹp. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Quen vợ em giờ nè thì em có quen một người nữa. Thì lúc đó thì em đi á thì em không nói người kia. Cái người kia nhắn tin hỏi em ở đâu thì nói em đang đi chơi. Cái sau đó thì cái vợ em á thấy điện thoại á đen á giật máy nghe. Đấy, hỏi người kia là ai. Rồi xong đó cái giận nhau luôn. Giang Thảo đó anh. Giận nhau luôn. Dạ. Dạ chào anh chị. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phan Thanh Khải, năm nay 30 tuổi, hiện nay là giáo viên cấp mấy? Cấp mấy? Dạ em hiện nay là em dạy giáo viên cấp 2. À Khải có cảm thấy thoải mái không hay là có hồi hộp? Dạ cũng có hơi hợp anh. Hơi hợp đúng không? Cho một chàng pháo tay cái hồi hợp. Khải về môn gì? Dạ em dạy về địa lý chị. Địa lý. Khải là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em ở Sài Gòn đúng không anh? Ừ, ở quận mấy? Dạ em ở huyện Bình Chánh. Huyện Chánh. Ừ. Rồi còn em? Dạ em là Lê Thị Bé Tư, em 30 tuổi, em cũng là giáo viên nhưng mà em vẫn còn dạy ở Long An. Ồ, dạ. Vậy hả? À, Bé Tư. Dạ. Ủa, rồi hai người là yêu xa hả? Dạ. Ở Bình Chánh với Long An. Cũng gần á anh. Gần đúng không? Dạ gần. À, hai chồng hiện giờ ở đâu? Dạ hai đứa em thì ở Bình Chánh. Có nghĩa là hai người đi dạy về xong rồi về Bình Chánh ở. Dạ đúng rồi, rồi. Em thì đi xuống ảnh đi lên cái về thì về về chung. Dạ đúng rồi. À, ở giữa. À. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nào? Dạ lần đầu tiên gặp nhau là ở trên fanpage hẹn hò anh. Fanpage hẹn hò. Dạ. Có cái fanpage đó rồi. Fanpage bạn muốn. Bạn muốn hẹn hò anh. Ủa là tụi em là tham gia đó, bạn muốn hẹn hò rồi, đúng không? Tụi em chưa có được lên sóng mà tụi em chỉ là tàu ngầm ở trên fanpage thôi. Dạ. Rồi xong rồi tụi em mới chấp riêng bên ngoài. Trời ơi. Chưa lên chương trình mà đã coi như là đã cưới nhau rồi. Tại vì đây tụi em cũng làm hồ sơ nữa mà em chào hoài không có thấy cái chương trình gọi. Vậy đó hả? Thế là em tự lên fanpage tự chọn. Rồi chọn lắm luôn. Dạ. Nhiều khi đó là ý trời đó, nhiều khi lên bạn muốn hẹn hò lấy ông khác là sao? Dạ. Hả? Rồi gặp nhau lần đầu tiên thấy ảnh là sao? Lần đầu tiên là em thấy ảnh thì không có đạt chuẩn, em cho ảnh chỉ có điểm 3 thôi. Trời ơi. Tại vì em thấy một là ảnh ớn, hai là mắc cận, ba là bị hô, bốn là răng không đẹp. Trời trời đất ơi, cái gì vậy mấy? Rồi còn em thì ấn tượng ở Bé Tư thì như gì, có phải là từ cái tên không? Nói chung là chưa có biết tên của này là Bé Tư vậy cả. Để chữ là Lê Tư. Tên của diễn viên Hồng Kông. Dạ đúng rồi đó. Nhưng mà lúc em gặp thì em ấn tượng em sao? Nói chung là cô này thì nhỏ nhắn, đẹp và có hình tượng giống như Cẩm Ly vậy. Tại vì biệt danh của Cẩm Ly là chị Tư nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bao lâu thì mới là hẹn hò với nhau? Mới đầu chat với nhau được 1 tháng. Xong 1 tháng sau là thấy được là đã gọi nhau là vợ ơi chồng ơi rồi. Nhưng mà gọi trước đi rồi gặp rồi tính sau. Rồi sau đó hơn 2 tháng là tụi em gặp nhau. Rồi cái tại vì ảnh ở nhà ở Bình Chánh, còn em ở Long An. Tụi em quyết định là gặp nhau ở Long An. Thế là ảnh đi xe buýt tới bến xe Long An. Rồi ảnh thuê khách sạn ở Long An. Rồi tối cái em dạy xong em xuống dưới khách sạn em gặp ảnh. Xong mà hai đứa dẫn nhau đi ăn, không phải em đứng bên ngoài khách sạn đợi ảnh. Mới chồm nó sao lại không trời. Nó mới chồm nó. Vậy là có nghĩa là bạn này là theo dõi cái chương trình này nhiều nè. Mới biết cái thái độ của trời anh. Ơi thiệt đúng không? Anh Bin là gian lắm, chồm lên cái là tính làm cái gì đó là phải nói liền. Rồi cái em mới đợi bên ngoài khách sạn rồi ảnh xuống rồi hai đứa em mới chở nhau đi ăn. Xong rồi mới đi nói chuyện. Thật ra là ban đầu là gặp ảnh là hơi nản rồi, tại em thấy 3 điểm rồi. Nhưng mà vậy thì kỳ quá. Rồi sao? Dạ vẫn đi ăn xong rồi đi vô công viên nói chuyện. Xong rồi ngay lúc nói chuyện thì sao chồng nhỏ, ngay lúc nói chuyện xảy ra chuyện đó gì? Quen vợ em giờ nè thì em có quen một người nữa. Thì lúc đó thì em đi á thì em không nói người kia. Cái người kia nhắn tin hỏi em ở đâu thì nói em đang đi chơi. Cái sau đó thì cái vợ em á thấy điện thoại đen á giật máy nghe. Đấy, hỏi người kia là ai. Rồi xong đó cái giận nhau luôn. Gian xảo lắm anh. Giận nhau luôn. Dạ. Tại vì lúc ban đầu là đang cầm điện thoại vậy nè. Cái xong cái tự nhiên em thấy tin nhắn tới là anh đi chơi ở Long An vui không anh. Cái xong em nói quá tự nhiên kêu anh không ha. Cái em hỏi ai vậy, cái anh nói đồng nghiệp. Mà em biết không phải đồng nghiệp, tại đồng nghiệp thì sẽ gọi là anh Khải hay gì đó ha. Cái này anh ơi anh đi chơi vui không anh. Là em bực rồi. Cái em mới nói là ai. Cái ảnh im hoài luôn. Cái em mới nói là Thả thính thêm một người nữa hả.
cái anh im, cái xong cái em mới bảo ảnh là bây giờ gọi điện ngay cho cô đó, nói cô đó là bây giờ anh đang đi chơi với bạn gái, à nói trước mặt em như vậy á thì mới được, còn không là em bỏ về ngay lập tức, không đưa anh về khách sạn luôn. Gọi. mà lúc đó em cũng dự định trong lòng rồi, là anh gọi không thì em cũng bỏ ảnh thôi, tại vì cha này gian xảo quá mà bắt cá hai tay, nhưng mà em cố tình làm vậy để cho ảnh là vừa chia tay với cô kia mà vừa bị em bỏ. Mất cả chuyện rồi. Dạ đúng rồi, em tức mà. Quá em hiền quá. Xong rồi gọi xong rồi em nói rồi bây giờ là em chở anh về khách sạn ngay lập tức, là em không thích người bắt cá hai tay vậy đó, thế là em chở anh về khách sạn, nhưng mà em vẫn rất là tức trong lòng, em tức lắm mà em khóc dữ lắm nha, tại vì hồi đó giờ em chưa có ý định quen ai mà cũng chưa yêu ai, nhưng mà lúc mà nói chuyện với anh này á là em thấy hợp tính, cho nên là em cũng định chọn ảnh rồi. Em tức quá thế là em ngồi khóc, cái em thuê cái phòng sát bên phòng của ảnh luôn. Trời. Không có gì anh, em thuê trong đó em ngồi em khóc thôi, ảnh đâu biết là em ở cái phòng đó đâu. Xong rồi cái sáng hôm sau cái ảnh đi về trước em nữa, xong rồi anh trở lên Sài Gòn em về nhà, tưởng đâu rã rồi. Sau đó tự nhiên cái ảnh lại năn nỉ lại, với là em cũng nghĩ tới cái tình huống là ảnh cũng nhiệt tình gọi điện cho cô đó đó, nói là đừng nhắn tin cho Khải nữa, Khải chọn được bạn gái rồi. Em nghĩ cái yếu tố đó em cũng thấy là chắc anh này cũng nghiêm túc với mình. Dạ, thế là em mới cho cơ hội rồi hai người mới tìm hiểu tiếp. Rồi sau đó thì coi như là không có chuyện, không có cái coi gì quê là... đúng không, quê đúng dạ, không cái gì gọi là ngăn cách hai đứa nữa đúng không? Ôi lộ ơi, còn đầy vậy chứ. Tại vì anh không bỏ được cái tật của ảnh anh. Trời, cái này hả? Cái này lạ ghê nha, anh ghiền lên mạng chat mà anh đã... ghiền nói chuyện với con gái lạ khi vé. Tại vì cái số em giống như là dạng đào hoa anh ơi. Trời ơi. Cổ cho mình 3 nút mà với mấy cô kia là em là 9 nút rưỡi thôi mấy chợ. Rồi sao nữa, rồi sao nếu mà khi mà em biết ảnh như vậy rồi sao nữa? Cũng quen nhau một khoảng thời gian nữa nha, là khoảng 5-6 tháng gì lận. Em vẫn còn nghi ngờ ổng lắm, tại vì thấy ổng hay lên mạng chat này kia đó. Em mới nói với ổng là Zalo với Facebook là địa hình của em rồi, nhưng mà khi nói chuyện với em bằng Zalo là Facebook vẫn phải mở, tại vì em sợ anh sử dụng Facebook khác, tán gái khác, cho nên là Facebook vẫn phải mở hoài vậy đó, nhưng mà nói chuyện với em bằng Zalo. Cái xong cái hôm đó tối vẫn nói chuyện với em bình thường, tự nhiên cái nói với em là bây giờ anh mệt rồi anh ngủ một tí nha. Cái em cũng dạ, vậy anh ngủ đi. Sau cái nói với em là khoảng 8 giờ thì anh trở lại nói chuyện với em. Mà em nhìn trên Facebook á, cái nick ổng sáng hoài luôn, sáng mãi luôn, là em cũng hơi nghi mà cũng nghĩ là chắc ổng ngủ rồi mới ha. Cái xong cái em lập một cái nick khác hoàn toàn á, cái em mới nói chào anh Khải, cái tự nhiên anh trả lời là biết ổng không ngủ rồi. Trời, là không ngủ rồi. Em cũng không nói gì hết trơn á, cái tới 8 giờ rưỡi mới nhắn lại cho em là anh xin lỗi anh vừa mới ngủ dậy, là em biết gian xảo là lừa dối mình rồi. Dạ. Cái xong cái em mới nói nãy giờ anh ngủ hả, nói nãy giờ anh ngủ vậy thôi cũng không nói gì. Sáng hôm sau là tụi em hẹn nhau đi ngôi nhà cổ ở Long An chơi, cái không nói gì tới chuyện đi chơi luôn, cái em mới làm bộ nhắn là thôi hôm nay em mệt rồi không đi chơi nữa. Cái anh ok, cái em cũng lại nghi là ngờ rồi. Ai có ngờ hôm đó chị biết sao không, hẹn với cái cô nào á đi xem phim, ghê gớm chưa. Ủa mà sao biết đi coi phim vậy? Tại vì anh biết sao không, tự nhiên á cái đang nhắn tin cho em, nhắn tới tấp tới tấp, cậu cũng nhắn tới tấp tấp, cái cái lộn tin nhắn của kia qua cho em. Trời ơi, trời ơi em hay dữ nè. Tự nhiên vậy đó. Tự nhiên nó nói là anh đang chat với anh đang nói chuyện với em chứ anh có ngủ đâu. Cái xong em mới nói nãy giờ em đâu có hỏi anh có ngủ không đâu. Cái tự nhiên anh nói là ủa tin nhắn ngày xưa ngày xưa em nhắn cho anh, tự nhiên giờ nó qua lại cái anh trả lại như vậy. Cái em mới chừa đường cho ổng, em mới nói dạ chắc vậy đó, vậy giờ anh chụp lại cái tin nhắn đó gửi cho em đi coi là cái tin nhắn ngày xưa em nhắn làm sao. Cái làm thinh luôn. Cái em mới tiếp tục là anh ơi chắc là tại mạng tổng đài nó bị hay lỗi gì á, chắc là tự nhiên nó mất tiêu rồi hả anh. Cái tự nhiên nó mất tiêu, em cũng không nói gì hết trơn á. Cái một hồi lâu ơi là lâu, cái ổng mới lấy một số điện thoại lạ ơi là lạ luôn nhắn cho em, nói là anh lấy điện thoại của Dượng nhắn cho em, em đừng gọi lại số này nha đó. Cái em mới lấy máy của em nhá ngay cái số đó, không bắt máy thôi em cũng nghĩ chắc là số của Dượng thiệt. Tối đang nằm ngủ tự nhiên là lúc đó đi coi phim với ả kia về rồi. Mà ả kia là chắc cũng gian xảo giống như em, chắc cũng lanh lợi như em vậy. Cái tự nhiên cái thấy cái số điện thoại em nhá qua đó, cái tối search lại trên Zalo, cái nói chị bé Tư, chị ơi chị là gì của anh Khải, em nói bạn gái. Cái xong cái em cũng là bạn gái của anh Khải này chị, ảnh mới đi chơi với em về. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, có chuyện nhìn lầm ảnh rồi Khải ơi. Nhưng mà mai là nhờ vụ đó nên em mới ép cưới được. À vậy đó. Tức là em nói là để lợi trừ mọi khả năng xảy ra, bây giờ nếu mà anh có thương em thật á thì anh phải cưới em thôi. Còn cái giống như là anh cũng giải thích cho em á, anh giải thích sao nói mọi người nghe coi anh. Trời. Tại vì không nghe ông nói gì. Sao vậy? Thì nói chung là cái tính em hay nó như vậy anh. Thì nói chung là em cũng sau cái những vụ đó thì em cũng xin lỗi bà xã rất là nhiều đó. Những cái Facebook xóa luôn rồi. Bây giờ còn không? Nói chung là hiện nay còn hai cái, một cái là vợ em đang sử dụng, bây giờ một cái là của em.
Nhưng mà anh hỏi là giờ cái tính nào qua còn? À không còn anh. Bé Tư không? Ừ. Dạ hết rồi chị. Dạ. Trời ơi, cỡ này mà dám còn à? Không, nhưng mà cái thời điểm mà Tư bắt gặp em có hai cô vậy đó rồi thì em xử lý sao? Nói chung là tâm trạng nó rất rối. Nhưng sau đó em thấy á, cô này á, tuy là thấy ghen thiệt nhưng mà thấy là người phụ nữ phải ghen như vậy á mới bảo vệ được cái người bạn đời mình. Ừ. Thì thôi em cũng chia tay cô kia. Tại cái cô thứ hai á là cái cô cũng quen mấy trước rồi. Rồi sau đó mất liên lạc đi. Tự nhiên sau mới biết được cái fan em. Ừ. Mới nhắn tin lại fan em là giống như đi chơi thôi. Nói chung là người cũ gặp lại. Đó, nhưng mà quyết định chọn cô này là em giữ chồng kiểu đó ra. Em ghê lắm chị ơi, em là bố khổ và đập ấm vô gói. Đập ấm vô gói. Em có nói sao em đập ấm vô gói. Rồi thì là quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng gần 1 năm. Một năm. Dạ. Cưới được 6 tháng. Dạ, dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về. Ngoài cái tật xấu ra đó không? Tật xấu ngoài cái tật đó đó. Ngoài đó, đó đó đó. Không nhắc lại nữa. Giờ đây còn nhiều tật xấu không? Bây giờ. Em thấy ảnh còn tật xấu là mê game vậy lắm. Tức là giờ không có mê gái trên mạng mà mê game. Ừ. Nhưng mà giờ em có thể chấp nhận được. Tại vì nhiều khi ổng thích chơi game thì để ổng chơi game. Dạ. Thứ hai là ổng có tật xấu là không có đánh răng. Không có chịu đánh răng buổi tối. Không đánh răng buổi tối. Đánh răng đâu? Tại vì biết sao không? Hai vợ chồng em có gì cũng làm chung hết á. Giặt đồ cũng giặt chung, nấu ăn chung. Mà có mỗi việc là đánh răng là em đánh răng của mình à. Em mới thấy lạ nó, ủa tại sao lúc nào mình cũng đánh răng của mình à. Cái em mới để ý là phát hiện là chồng em không có đánh răng buổi tối. Rồi bây giờ tới em đó. Vợ em thì cái tật xấu là hay cầm điện thoại anh. Về nhà cái cầm điện thoại, không biết là Zalo hay Facebook. Ai cứ nhắn tin nói chuyện á hay gì đó cứ lên xem. Rồi hay là lải nhải nhiều lần anh. Lải nhải? Có nói nhiều không? Ổng nói nhiều mà cứ lải nhải, cứ một câu chuyện đó nó hoài. Thì em cứ hỏi ổng là ai sống chung với anh cả đời, anh biết không? Ai sống chung với anh cả đời, anh có thương vợ không? Ngày nào cũng hỏi. Ngày nào cũng nói vậy. Không, nhưng mà bé này mình lải nhải cái này dễ thương. Vui hơn thiệt á. Đúng là bé Tư luôn á. Ờ, dễ thương. Dạ. Nhưng mà em có bực không? Hay là em thấy nó dễ thương? Chứ chị thấy Tư nó dễ thương. Đúng vậy đó. Thì nói chung á, em á thì nhiều khi cũng bực. Nói chung là em mặt cũng hình sự nhưng mà em cũng không có giận vợ. Nói chung em cũng trả lời, em hỏi cái trả lời vui vẻ. Cái mồi này là cãi lộn là không bao giờ cãi lại bà bé Tư. Kèo dưới chắc luôn à. Rồi, mong muốn thay đổi của em là gì? Mong vợ là bớt cằn nhằn hơn. Và sử dụng điện thoại là có lúc có chỗ giảm bớt. Bà bé Tư, muốn thay đổi. Em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng em thay đổi là vợ thích, vợ có sở thích gì chồng nhớ không ta? Sở thích của vợ em á, cái rất đặc biệt á, đếm tiền. Đâu nha, em có sợ nó đếm tiền. Đếm tiền với mua vàng anh, cái hai này. Em nói với anh á, là sau này lãnh lương đưa em trước đi. Em ngồi em đếm cho đã rồi em dẹp lại đếm nữa. Đừng có bỏ vô tài khoản. Mà nói hoài anh không chịu. Vậy hả? Anh nói đếm làm gì, giống như em nó đếm. Tiền của học sinh em thu về á, một sắp vậy nè. Em ngậm đếm hoài luôn. Tại vì em đếm xong mà đủ rồi. Nhưng mà em vẫn thích đếm đã, xong bữa sau mới đem đi nợ. Cái chỉ tay của em nó có bòn gì vậy? Nói chung là lấy tiền không đâu có xài được đâu. Đêm đêm sao mà đi vô trường. Bạn Lý phải làm cái thủ quỹ đó. Đó, em phải đêm đã gì luôn á. Dạ, rồi em muốn chồng em là bớt nghiện game lại. Tại vì em sợ mắt ảnh bị cận đó. Đó, dạ. Hiểu chưa? Sâu xa là có vấn đề đó. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói là hai đứa mới lấy nhau 6 tháng thôi đúng không? Dạ. Bây giờ chồng bớt chơi game lại thì vợ bớt coi điện thoại lại. Đúng dạ. Không? Quê. Hả? Vậy đi giữ sức khỏe lại của em bé. Bớt game, dạ. Bớt điện thoại là mới chơi cái khác được chứ. Chơi gì? Chơi cái gì? Thì có nghĩa là mình chơi một cái gì đó kệ người ta đi, chơi gì bảo mạo của em bé. Đúng không? À đúng. Nha. Rồi, chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng cười tươi như hoa thế này và hạnh phúc suốt đời suốt kiếp nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai chú rể, có vẻ như hình như không phải là người Việt Nam đúng không nào? Thì em cũng xin phép chào chị Hồng Vân, chào Núng Thuận. Em tên là Nguyễn Hoàng Đức, 30 tuổi. À, dạ, tôi tưởng đâu Đức là người nước ngoài nhưng mà không ngờ là người Việt Nam. Dạ vâng ạ. À, em có like không? Em cũng không biết là, nhưng mà em là người Việt Nam mà. Ừ. Dạ vâng. Đức hôm nay là làm công việc gì? Em là quản lý hệ thống nhà hàng của Thái. Hàng gì mà anh Thuận anh nói là em giống như lai lai gì đó. Lai lai. Hình như là Thái Lai. Còn em? Dạ, em tên Nguyễn Hồng Nga, em làm kế toán. Năm nay em 32 tuổi. À. Dạ. 32. Vậy mà nhìn trẻ ghê luôn á. Ủa Đức hồi nãy là bao nhiêu? Dạ em 30, vợ em lớn hơn em 2 tuổi à. Nhìn mặt em có vẻ như cứng cáp hơn là so với nhà. Dạ, tại vì mới quen em nhìn mặt em cũng tưởng mạnh tuổi hoặc là già hơn em. Mà quen... cái lúc quen nhau anh ấy có giấu tuổi không? Dạ có, không có cho em coi chứng minh. Cái lúc quen xong rồi cái đi học lớp với lớp ảnh á,
Thì thấy mấy bạn trẻ quá à. Cái hỏi thử thì mới biết là nhỏ tuổi. À, mà tại lỡ quen rồi cái thôi. Thật cái này cũng chia sẻ là không biết có phải cái gu của em không, tại vì em thích giao lưu và quen những cái người mà lớn tuổi hơn mình, tại vì mình học hỏi những cái kinh nghiệm á, rồi với lại đó là cái sở thích của em, từ bạn gái hoặc là quen lúc trước cũng lớn em 3-4 tuổi không à. Thế là trước giờ em được học kinh nghiệm được bao nhiêu cô rồi? Dạ kinh nghiệm thì cũng khoảng 2-3 cô. Thế rồi bây giờ hai bạn quen nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau thì qua lời giới thiệu của bạn của em. Nhưng mà thật sự ấn tượng đầu tiên thì cũng mờ nhạt lắm. Lúc đó là hẹn gặp buổi tối, là không có để ý đến mặt mũi gì hết. Kỳ trời. Còn nghe thì sao? Em thấy ảnh cao lắm. Mà cái mặt ảnh tếu. Mặt giống nhân vật hoạt hình. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Giống phim Nhật á. Ừ, giống nhân vật hoạt hình vậy đó. Cô bé bút chì. Cô bé bút chì. Giống mà xin hả? Nhưng mà lúc dạ, em gặp lại, em cảm thấy có cảm tình không? Lúc đó là cũng chưa nghĩ tới gì hết á. Là cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cũng không để ý. Dạ. Thì xong qua khoảng thời gian á, thì vô tình thì bà ơi với lại bạn thì vào một nhà hàng của em làm quản lý thì vô ăn. Tự nhiên lúc đó em lại nhớ tới cái cô này là gặp rồi và bạn là cũng quen. Thì lúc đó em mới chạy ra em xin số điện thoại lại, tại vì lúc trước là chỉ có quen biết là trong nhóm thôi chưa có số. Thì em xin số. Rồi thì sao? Khi ghi nhận điện thoại chắc có lẽ là chat chít qua lại nhiều đúng không? Nó nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu thì bắt đầu thương nhau? Cỡ 1-2 tháng gì đó là ảnh ngỏ lời làm bạn gái anh nha. Em sẽ có nhiều cái thay đổi mới. Wow. Cái mình cũng thấy nó hay. Anh này cũng tới tếu. Tại tính ảnh đi chơi á, nói chuyện nếu nỗi mình đi về mình bị sái cái quai hàm á. Cười nhiều quá. Dạ đúng ạ. Đó giờ chưa gặp người nào như vậy hết á. Cái thôi cũng quen. Là tụi em yêu nhau bao nhiêu năm? Cũng gần 1 năm là tụi em chính thức là đến với nhau luôn. Là đám cưới luôn. Dạ. Là cưới được mấy năm rồi? Dạ 5 năm. Dạ đúng ạ. Em cũng có đứa bé con. Vậy hả? Cháu mấy tuổi rồi? Gần 5 tuổi rồi. Dạ. Trời ơi gì mà nhìn nãy giờ tôi tưởng đâu là vợ chồng son 5-2 năm mà chứ hả? Vậy là yêu nhau có suôn sẻ hoặc là có chia ly rồi có thì... giận hờn rồi có... ghen hờ tuôn gì không? Chị là rất là ghen mà nhiều khi là mù quáng mà không biết là nguyên nhân lý do tại sao tôi lại như vậy. Ghen tưởng tượng á. Mà tại sao anh hỏi gì là bởi vì em cái công việc của em nữa? Dạ vâng ạ. Một phần là công việc em là ngành dịch vụ thì đầu tiên là phải chăm sóc khách hàng. Cái vấn đề là quản lý bao nhiêu nhân viên. Chính xác là những sao nhân viên ngộ giùm người ta vậy? Kể ta chỉ gia đình người ta cười. Không phải cái này không phải là anh Thuận anh Binh mà nhưng mà thực sự đó là cái nói giùm. Thấy thương, thấy không cần gì phải nói giùm hết á. Nhiều khi cái sự đồng cảm á nên nó hiểu. Đồng cảm đâu, đồng cảm luôn. Phải thời gian đầu á quen cũng không đến nỗi nào là bộc lộ ra, nhưng 4-5 tháng sau á bắt đầu là thấy ghen quá, mà ghen tới mức độ mà em cảm thấy áp lực. Mà ghen sao mà áp lực? Em làm quản lý á thì có em của vợ em thì em cho vô một vị trí trong nhà hàng của em thì em không ngờ là gián điệp. Đó thì ra những cái hành động của em á thì mình vô tình, nó ví dụ như nhân viên ngày hôm đó cái xe bị hư thì em mới chở cô đó về thì bắt đầu là cái người khi mà truyền đạt lại thông tin thì không thể nào mà truyền đạt 100% được hết. Mà chở một lần hay nhiều lần? Thì cái đó cũng chỉ một lần thôi. Chắc một lần là bị rồi đúng không? Dạ thì một lần là bị dính. Một lần là bị dính. Em vợ nói chị nghe coi, tại sao em lại ghen với bạn đó nếu mà chỉ là một lần? Một lần rồi trong lúc làm việc thì cũng có những cái hành động gì đó với bạn gái bên đó, tại cái ngành đó cũng có nhiều phụ nữ thì em cũng có nhận là anh đừng có đùa giỡn như vậy kỳ lắm. Nhưng mà tính nhẫn vậy à. Cũng đùa giỡn. Em ghen với một người hay là em ghen với nhiều người? Nhiều. Dạ. Bây giờ cưới rồi là còn ghen nữa không? Dạ chung là có trong máu thành ra là nhiều khó. Không có. Cũng em có mà... nhưng mà nói chung là cũng ít bớt chút xíu. Dạ, nói chung là bớt xíu đúng không? Dạ, trong khoảng thời gian training lại thì cũng đỡ thôi nhưng mà chứ. Mà giờ em vẫn còn tốt với nhân viên đúng không? Dạ cũng có ạ. Như là mỗi tới là ngày lễ gì đó là cứ mua quà, mua bánh gì đó tặng cho nhân viên. Thà mình không biết, mình biết mình thấy cũng hơi buồn. Tuổi luôn. Dạ tuổi thì như là ngày kỷ niệm gì đó là mình nhắc từ đầu tháng đến cuối tháng luôn, là trước một tháng. Nhưng mà tới đó cũng chả thấy có gì hết. Chỉ có về cái anh tặng em nguyên con người anh vậy thôi. Chả có quà gì hết. Thì có cái nào em nghĩ đó là vì cái bản chất công việc anh buộc lòng phải như vậy không? Dạ. Tại vì ở bên sân khấu chị cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật của các diễn viên trong sân khấu là chị đều có bánh kem, đều có hoa. Đó là tính chất công việc. Người ta gọi là đắc nhân tâm khi mà mình làm cái công tác quản lý. Cái nó khác. Hay là trong thời gian tụi em sống với nhau, anh ấy xấu nhất là điểm gì? Hay đi nhậu với bạn bè, nhậu về trễ lắm. Đặc biệt là hay nói dối nữa. Mỗi lần em gọi chứ đi tới đâu rồi, gần tới rồi, 15 phút nữa anh về tới nhà. 15 phút là 2 tiếng, ngày nào cũng vậy. Cố tật của tất cả các ông chồng. Cái ngành của ảnh thì ảnh làm là ban đêm, còn em làm ban ngày, em làm giờ hành chính.
nên đâm ra hai người trái ngược, em đi làm anh vẫn còn ngủ ở nhà, cả lúc anh về thì em ngủ rồi, nên đâm ra em cũng muốn là những ngày nghỉ hay là đó thì về sớm dành thời gian cho gia đình. Rồi tụi em bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em để em chú tâm cho cái công việc của mình, tại vì em nhiều khi bị phân tâm nhiều quá, thành ra mình cũng không thể nào mà mình kiểm soát được, tại vì hắc khẩu nhiều lắm. Chẳng hạn như hồi nãy trước khi vào chuẩn bị quay đang ngồi trong là cũng méo gây lộn nữa. Về vấn đề gì? Vấn đề chụp hình. Thấy ông chụp xấu vậy? Em có nói là chụp xấu mà cứ nhờ hoài. Có vậy không đó? Những vấn đề nhỏ ở cái cà vạt vậy đó, chỉnh nó có ổn chưa? Vậy thôi. Nói chung là những cái chuyện đó cũng đáng để mình khắc khẩu với nhau. Thì em cũng mong muốn là kìm nén cái nóng mình xuống, điềm tĩnh hơn. Có nghĩa là vợ em bớt nóng tính. Dạ. Còn nha. Em chỉ mong là ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trứng trà xíu. Đừng có chững chạc xíu. Chứng trời ơi, vậy mà chưa chững chạc hả? Cái tính cách còn con nít lắm ạ. Ồ, vậy đó dạ. Hả? Tại anh nhỏ tuổi anh em. Không, chị nói chuyện với bạn này chị không thấy bạn ấy con nít tí nào hết á. Dạ, chắc trong cuộc sống gia đình mới thấy anh nhỏ. Ví dụ cái việc gì? Như là đi với công ty em chẳng hạn cũng nhảy lên nhảy múa tùm lum tùm la vậy đó. Rồi đi chơi, ai đủ gì cũng đi á. Dạ, không vui á. Em cũng muốn chia sẻ với vợ để cho hiểu hơn. Tại vì khoảng thời gian lúc đầu tiên á là có những cái mâu thuẫn cãi vã rồi có xích mích với nhau á. Thành ra nhiều khi em ít trải lòng mình ra, ít tâm sự, ít nói ra, thành thử ra có khoảng cách. Thì do đó là em cũng mong muốn là để hiểu hơn, chứ không phải là nhìn em về bề ngoài như vợ em mới nói là em như con nít này nọ. Tại vì qua những cuộc chơi như vậy là em tạo cái mối quan hệ cho cái công việc của em. Và em cũng hy vọng là qua chương trình này thì em sẽ tâm sự nhiều với vợ hơn. Thì do một khoảng thời gian là mình không có thời gian để gần gũi nhau. Cái tình hình của tụi em á, nó căng thẳng á, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Chị nói nó căng thẳng ở đây á, là vậy nè, tụi em không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tụi em không có nhiều thời gian để làm nhiều những việc chung với nhau. Thành ra là nó có những cái khoảng cách mà mình không hiểu được. Nó dạng giống như đồng sàng mà dị mộng vậy đó. Chị thấy là như vậy nè, mỗi bên đều phải nhịn lại một chút trong cái thời điểm này. Đừng có bị căng thẳng quá, ai cũng giữ cái tôi của mình rất là nguy hiểm. Bây giờ chị nói về công việc của chồng em trước nè. Thực ra làm công việc đó, thứ nhất con người phải vui vẻ, biết cách ăn nói, biết nhìn mặt bắt hình dong thì chồng em mới thành đạt được. Em hiểu không? Em có để ý trong một cái nhóm bạn luôn luôn có một cái người gọi là người leader về mặt hoạt bát, để làm cho cái không khí của cái bữa tiệc đó hoặc là cái cuộc chơi đó nó trở nên vui vẻ, thì chồng em là cái nhân tố đó. Mà thường những cái bạn như vậy á, các bạn sẽ có hai dạng, hoặc là cực kỳ thành công hoặc là cực kỳ thất bại. Nhưng mà chồng em thì chị nghĩ là ở cái nhóm thứ nhất, có nghĩa là sẽ thành công bằng cái việc mà anh ấy gọi là up từng ngày một trong cái hành trang để mà tiếp cận với tất cả các đối tượng khách hàng của mình. Thì cái đó em phải hiểu bản chất vấn đề để mà em hỗ trợ cho chồng em. Em mình dung ý chị dạ, không? Rồi. Còn về phía vợ em, hiện giờ vợ em đang bị cái tâm lý như chị nói với em, bị tổn thương, tức là giống như mình cảm giác mình bị coi thường á, mình bị chồng mình không tôn trọng mình, không coi mình bằng người khác. Có nghĩa là nhất bên trọng nhất bên kinh, em coi người ngoài hơn vợ. Đó là hiện giờ vợ em đang bị cái cảm giác đó. Cho nên là thành ra nó đi đến cái việc là ghen tuông, ghen không có đối tượng cụ thể, ghen tùm lum tà la. Mình không hiểu mình ghen với ai cụ thể nữa, đúng không? Thì bây giờ em phải phá tan cảm giác đó. Thay vì bây giờ em mang bằng cả trái tim của em tặng cho vợ em, bằng cả con người của em thêm bó hoa, em thêm cái kẹo sô cô la, nó khác liền, đúng không? Phụ nữ mà cái lỗ tai rất là quan trọng, em hiểu không? Em thổi tai là em được hết á. Chị nói ví dụ vậy, đúng không? Thì bây giờ tụi em cố gắng, một tháng có 4 ngày, đúng không? 4 ngày đó dành trọn vẹn cho nhau đi. Có thể nhiều khi ngồi đó trao đổi với nhau cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để cho ra vấn đề. Đó thì chị nói ít em tụi em hiểu nhiều, đúng không? Chắc tối nay chứ về em thổi lỗ tai. Đó, trời ơi. Không phải tối nay đâu. Tối mai, tối mốt và đêm nào cũng thổi hết. Rồi, thử dạ. nhé. Dạ, rồi, thử. Chúc cho hai bạn luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À vậy hả? Rồi. Trời ơi sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn đó. Con cảm ơn. Quá trẻ luôn. Rồi mời con. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Kinh doanh online. Hương ạ. Ơi, Hương nói lớn lên nha Hương. Dạ. Giới thiệu làm lần nữa mà nói lớn lên dạ. Nha. Ok. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Nói chỉ đầu năm á, ha, đầu năm nói những cái lời rất là may mắn luôn. Nhìn con á là cỡ chừng 26, 27 tuổi, còn bé này cỡ 23. 22, 23 thôi đó. Thiệt mà. Nó không, mà nó măng vậy đó. Rất chính xác luôn, nhìn các bạn trẻ hơn số tuổi mà các bạn đang có hiện tại rất nhiều. Rồi bây giờ đầu năm mới sao bây giờ kể cho
kể cho chú, cô Vân với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ quay ngược thời gian lại là cái thời gian mà hai con lần đầu tiên mà gặp nhau đó, và để ý nhau và ấn tượng gì về nhau, các con còn nhớ không? À, để con, vợ con nói trước. Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Cô chưa hiểu nè. Có nghĩa là tụi con đang sinh sống ở Hà Nội đúng không? Dạ. Rồi con nói là lần đó là con ra sân bay để con ra Hà Nội công tác là sao? À, trước đó thì là con sinh sống ở trong Sài Gòn ạ. Con mới ra Hà Nội ở được 2 năm thôi ạ. Rồi vậy hả? Với lại là ảnh đón con. Dạ. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, rồi con hẹn ảnh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, à, thì con nên là phải gọi nhau. Chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Facebook. Rồi tiếp nè. Thì nhưng mà chú hỏi nè, quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Rồi có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, nhưng cũng không phải là gu của con nữa. Rồi, vậy đó mà lại cho ảnh đi ra đón mình. Dạ. Ở sân bay Hà Nội. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp ảnh coi. Con thấy anh ấy rất là hiền, trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia. Không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ, chỉ thấy thế thôi ạ. Nhưng mà hai đứa là quen nhau trên Facebook mà là được bao lâu thì con mới ra Hà Nội? Khoảng gần một năm đấy ạ. Gần một năm trời luôn. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add đoạn luôn. Nói thật đi, vâng. ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó? Thực ra lúc ấy add rất là nhiều, nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Có nghĩa là như vậy, là có nghĩa là trong một năm trời tụi con nói chuyện thì cho đến lúc mà gặp nhau ở sân bay, đúng không? Vâng. Thì lúc đó là còn cô nào nói chuyện Facebook với con nữa không? Đó. Hay lúc đó là chỉ còn mình vợ con thôi? Lúc đấy thì là không. Trong quá trình một năm đấy là mình lọc dần. Con lọc hết rồi đúng không? Rồi. Và cái người cuối cùng là vợ con, và con sẽ là cái người mà đón đưa cô ở sân bay. Vâng. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy. Tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi. Thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị, ví dụ như là con đi mua hoa. Tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế là con có nhớ là con đi mua hoa hướng dương. Thì con liên tưởng đến cái nụ cười đấy. Thì hôm đấy con mua hoa xong lên con đón vợ con. Thì khi mà gặp trực tiếp. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook, tức là rất là tươi và lạnh lùng. Cái nụ cười lạnh lùng mà nhìn cái nét rất là đẹp, mà đẹp cổ điển á. Thì chị em định nói luôn á. Đẹp cổ điển, đẹp rất là gọi là đồng hồ á, tranh đồng hồ á. Bây giờ hỏi ngoài lề xíu nha. Dạ. Hồi đó giờ con có đi đóng phim hay là quay MV ca nhạc gì chưa? Con không ạ. Rồi cái gương mặt này rất là dễ vô dai luôn á. Đúng rồi, nhìn rất là rất hay. Nhìn cái nét của con rất là đẹp. Rồi bây giờ nè, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả là trên Facebook luôn. Nhưng mà chỉ có điều là nụ cười lạnh lùng quá. Tức là mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bắt vía luôn, tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên ấy. Đúng rồi, chắc chắn. Cái cảm giác luôn. Con có quên tặng hoa luôn không? Tất nhiên là không quên là tặng bó hoa hướng dương. Thấy con có suy nghĩ là tại sao bạn ấy lại không tặng hoa hồng, không tặng các loại hoa khác mà lại tặng hoa hướng dương cho mình không? Thực ra lúc đấy con cũng không nghĩ nhiều đâu ạ. Chỉ thấy là anh ấy cũng chu đáo, cũng mang hoa tặng mình, nhưng mà nghĩ là hơi cầu kỳ. Tại vì là chỉ là đi đón một người bạn ở sân bay thôi thì cũng không nhất thiết phải tặng hoa. Thì thấy là anh ấy chu đáo thôi ạ. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy, là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Thì là muốn có một người, ví dụ anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Không có một ý định gì hết. Dạ không ạ. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Con cua bạn này bằng cách nào? Tính từ cái lúc mà lên sân bay đón đúng không ạ? Thì hôm đấy thì sau khi mà đưa về nhà ngoài này thì con mới hẹn đi ăn. Tại vì trước đấy con cũng tìm kỹ ở trên Facebook ấy, những cái hình ảnh quá khứ xem là cái sở thích của vợ con như thế nào. Thì con thấy là thích ăn sushi. Thế con mới đưa vợ con đi ăn ngay cái tối hôm đấy. Là cũng đi ăn đến một cái hàng sushi mà con cũng hay ăn. Tức là cái này cũng là cùng sở thích. Đấy, thì mình cũng không có lên kế hoạch gì cầu kỳ lắm đâu. Chỉ là đơn giản là đưa đi ăn rồi nói chuyện thêm thôi.
Vâng. Và đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vẫn còn nhớ nhỉ? Hôm đấy thì cũng đi đến tầm 10, 11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà. Rồi sao? Nhà con có ở ngoài đó không? Nhà con có, nhưng mà hiện tại thì cái nhà đó lâu không về nên là nó cũng bụi. Và nó không được tiện nghi ạ. Cho nên là con ở khách sạn. Ra khách sạn ạ. Rồi đến khi nào thì con mới thấy bạn này quá đặc biệt và mình quyết chí là mình phải theo đuổi và coi như là nắm bắt cơ hội chứ, làm bạn trai của em? Thực ra là ngay trong hôm đấy luôn. Ngay trong hôm đấy, nãy đã nói là như bị thôi miên rồi. Không thì biết rồi, nhưng mà vẫn chưa có ý định, đúng không? Em đàn ông sao vậy? Không phải, nhiều khi em nó còn ngại, cháu nó còn ngại cái gì? Em ơi, nhìn cái mặt này là không có ngại đâu. Tức là khi mà hổ muốn vô mồi, hổ sẽ thu mình lại một chút xíu thôi, sau đó là bắt con mồi đó là phải vô thôi, không thể nào mà bỏ qua được. Vậy hả? Vậy thì là trong cái đêm đầu tiên mà đi ăn với bạn gái đó, với bạn này đó, thì con có tấn công luôn chưa? Thực ra là không phải là tấn công, mình như là một người bạn thôi, mình bắt đầu một cách rất là từ từ. Bắt đầu một cách rất từ từ. Em tức là gì nè, cái câu đó của em phải hỏi cô vợ mới đúng. Còn cái bạn này là ngay từ phút đầu là đã bắt buộc là phải có ý định đeo đuổi rồi. Và đeo đuổi một cách gọi là triệt để luôn. Còn cái cách đeo đuổi thì bạn không thể nào mà bạn giống như là bạn có thể là lộ ra liền, mà bạn phải từ từ, mưa dầm thấm lâu, cái kiểu của bạn, đúng có không? Có làm vậy không? Thực ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Cả đêm đó luôn. Ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước lên, đưa lên Hồ Tây. Đấy, thì nói tự chuyện nhiên với kể chuyện người em cũ. Tại vì mình không biết kể một cái gì khác, chẳng lẽ hai người lại ngồi im. Thì ngại quá, thế là con ấy mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ. Mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Nói nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài, đúng không? Rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ, con thấy thì sao? Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy, thì nghĩ là anh ấy kể một hai câu chuyện thôi, thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Được, con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thế bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi trời, lâu thế. Trời ơi. Hết hồn. Trời, chán ngán luôn quá. Chán ngán mặt mày luôn. Ngày hôm sau á thì là khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn, sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho, thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là cái ngày thứ hai, là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. À, vậy là nhờ World Cup. Thực ra là lúc lâu đầu quá, mối tình này lâu quá. Mới 2 ngày rưỡi. Quá là lâu lắm. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đúng không? Nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ, cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Con thì con thích những người hiền, bởi vì là tính con rất là mạnh mẽ. Con mạnh mẽ lắm, còn ảnh hiền, cho nên là ảnh muốn gì cũng được chứ. Dạ. Có nghĩa là sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Rồi con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, tại vì là mình cũng đầu tiên mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Thì mình cũng phải tranh thủ. Trước đấy thì tức là trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Tức là bên đấy chưa đồng ý, nhưng mà mình xác định luôn, mình xác định luôn là cô này phải là người yêu, mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Chú hỏi thật nha. Trước với mẹ rồi. Chú hỏi thật nha. Cái lúc mà cô ấy nói với con á, là ở khách sạn lớn quá, em ở không quen, và cô ấy gửi con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia sẻ, có tính trước không? Không biết là mọi người có tin không, nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi. Thì mình lên mình xem bình thường, không vấn đề gì cả. Với cả đúng là căn phòng đấy rộng thật, tại vì trước đấy là con đi đặt, con tìm khách sạn, con đã chạy vòng vòng con tìm khách sạn cho vợ con trước rồi. Thì một cái phòng rất là bé vừa, nhưng mà sau đấy thì khi nghe tin họ đổi lên phòng to hơn thì mình cũng thấy là mình lên mình xem bóng đá là vấn đề gì đó. Không, nhưng mà chị tin thiệt á, tại vì cái mùa này đúng là mùa World Cup nè. Cái mùa vừa rồi á, đây là mùng 1 Tết đúng không? Vừa rồi đó chị. World Cup vừa rồi á, thực sự á là mọi người không có khái niệm ban ngày ban đêm luôn. Có nghĩa là ngay cả nhà chị cũng vậy nè.
chú với lại ông ngoại á, trời ơi là coi như là chị thấy sáng đêm luôn. Rồi xong sáng thì ngủ. Ừ, ngủ lúc 5-6 giờ sáng mới ngủ đó. Đúng rồi. Tại vì mấy trận hay toàn là đá khuya không đúng à. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Con có thấy qua cái chuyện này rồi là con thấy không? Tính người tính không bằng trời tính. Còn nếu như người tính không bằng quên cấp tính. Tính không bằng quên cấp tính. Mà nếu như con chọn được một cái phòng nhỏ hơn thì chưa chắc gì là các con lại đến với nhau nhanh như vậy. Ừ. Đúng không? Rồi sau đó làm sao? Đâu, sau đó là có nói chuyện với mẹ về cô gái này rồi đúng có rồi. Dắt gặp mẹ hay không? Luôn dắt luôn. Là luôn trong ngày thứ ba luôn. Mẹ sao? Trong cái tuần đấy thực ra con không nhớ cụ thể là ngày thứ mấy. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy sao? Chứ cô nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô phải ơi, không? Thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Nhưng mà rồi sao rồi lúc đó là mẹ phản ứng như thế thì nào? Thì anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại thì mẹ anh ấy mà nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì nói chung là mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế con liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm đến. Thế con thì khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Thì anh ấy vội vàng là nhanh chóng đi đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài, con đi đến ra ngoài thì con òa khóc luôn ạ. Vì là con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Con ở bên kia cạnh vợ bạn gái đúng không? Con cũng nghĩ thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà thì con nói với mẹ như thế thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình. Ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần một người, cần mình lúc đấy. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cả hai vợ chồng không ngủ. Có nghĩa là bản thân con là con muốn bỏ cuộc chia luôn sẻ. Đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, những gia đình anh ấy đã không thích mình rồi thì không thể tiến xa hơn được nữa. Con nghĩ là như vậy ạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Dạ. Vì là có như là cũng đang hiểu nhau. Dạ. và đồng cảm với nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà chú hỏi nè, có nghĩa là trong cái buổi sáng ngày thứ ba đó. Dạ. Là con đã nói cho ảnh nghe biết là con là anh mẹ đến thăm. Anh ấy có Facebook của con ạ và con cũng không giấu giếm. Biết hết luôn. Dạ. Biết là con biết hết luôn từ trước luôn. Vâng. À, bây giờ cô muốn hỏi con á là con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Đó. Thực ra là cũng không khó quá đâu, tại vì là gia đình con tôn trọng mọi cái ý kiến của con thôi. Con là con một. Con có một chị gái nữa. Ừ. Vâng. Thì chị cũng gặp và cho lời khuyên. Nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Đấy, và con vẫn kiên quyết từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối không quá là suy nghĩ gì nhiều. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sao thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế. Cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó đúng không? Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Thuyết phục được ba mẹ con, bố mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Trong cái thời gian đầu thì bố con như thế nào? Thực ra bố mẹ con là quan tâm nhiều hơn. Mẹ còn bố? Nghe nói chuyện nhiều. Bố con thì không quá là gọi là tức là không quá là hỏi nhiều hay là chia sẻ gì nhiều đó. Tức là giống như theo con nghĩ là mẹ mày đồng ý thì bố cũng đồng ý. Đúng rồi. Rồi còn bên về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp con, ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay thì sau đó anh ấy về thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được, thằng này tao thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình.
mặc áo ba lỗ và cũng có xăm hình, mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Thế còn mẹ? Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Chắc có, và tức là cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phổi. Con thích đi mô tô, tập gym, và mình thích làm gì mình muốn á. Tức là trên ví dụ mình xăm hình này hay là mình nhuộm tóc các thứ. Tại bạn ấy là thiết kế phòng tập gym mà, đúng không? Rồi cái lần quay trở lại Hà Nội lần thứ hai thì là cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái, và lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần để bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ, mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. nhưng mà bây giờ thì cái mối quan hệ của, tức là cái thời điểm đó, đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé trai ạ. Khoảng 4 tuổi ạ. Thế là lúc đó con có gặp được cháu không? Có, tức là con trong... đi ra mình hay là con đi với bé? Con ra một mình ạ. Con bé thì ở đâu? À, con bay trong Sài Gòn ạ, với bà ngoại ạ. Rồi sao, rồi cái mối quan hệ của hai cha con sao? Tức là thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, tức là cậu ấy rất là tự lập và có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, không, tức là từ chối và giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản nhá. Đấy thì con cũng hơi suy nghĩ, tức là mình hơi chạnh lòng một chút ý. Tức là khi mà mình mua quà thì như những đứa trẻ bình thường có thể là sẽ đón nhận và thích thú khi mà được nhận quà. Đấy thì lúc đầu con cũng hơi buồn một chút. Chắc mẹ nó vậy đó. Nhưng mà bao lâu thì là hai chú cháu trở nên cải thiện được? Đó con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, cũng khá là dài. Thì sau khi mà có một hôm ấy, con buổi trưa con nằm ngủ ấy thì con bị nắng quá. Nhưng mà con ngủ mà không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Thế lúc ấy mình thấy là bắt đầu là mọi chuyện nó tốt lên rồi, hay tình cảm hơn, tức là thực sự là bây giờ con vẫn nhớ, cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm mà nó bé xíu à, bé xíu 4 tuổi ha. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Trời, hay quá. Mà lúc ấy con ngủ chắc cũng gần tiếng đồng hồ ạ. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Thân với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Mẹ có mớ rau này, ngon lắm, con có ăn không? Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi, rửa sạch sẽ. Thế rồi ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Thì có một lần như này, cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Thì bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi, nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Thế cô hỏi nè, cái gọi là lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào, sau bao thời gian bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì cái này thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn. Thì ở trong này lại gọi là ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là cái lần đầu tiên mà con được cháu nó gọi mình là ba đó. Lần đầu tiên nghe cái tiếng ba nó như thế nào? Cái cảm giác của con cảm như giác thế nào? Thích lắm ạ. Cũng khó tả. Hôm đấy thì mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, để cứ thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đâu đấy hay là đang làm gì đấy mà gọi ba ơi hay là cái cảm giác thì thích lắm. Mà tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Bây giờ tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ. Hai em gái nữa. Hai em gái. Wow. Vậy luôn á hả? Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu?
hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng lúc không? Cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid là hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Vào năm 2020. Rồi xong sau đó tại dịch quá cho nên mới bay ra Hà Nội. Đúng rồi, được dịch căng thẳng nhất ở Sài Gòn nhá. Rồi bây giờ ở ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ vô đây. Ở ngoài luôn hả con? Dạ. Rồi bây giờ vô đây rồi có mang theo ba đứa con vô ghi hình không? Dạ mang hai đứa út ạ. Anh lớn thì phải đi học thế nên là anh lớn vâng là ở ngoài đó với ông bà với ông bà nội ông bà nội tức là tụi con ở chung với ông bà nội hả? Dạ không ạ, tụi con ở riêng. Ở riêng nhưng mà phải tới gửi ông bà nội. Dạ, đúng rồi ạ. Còn hai đứa nhỏ vô đây thì đi quay vậy là gửi ông bà ngoại. Dạ, vui quá. Tại hai bé là bám mẹ lắm, không thể rời một hôm nữa. Đúng rồi, hai bà nữ mà coi như có nghĩa là con cũng về rồi, có nghĩa là thằng trai thì thân với ba, còn hai đứa gái thân với mẹ là quê rồi. Xong rồi. Không có đứa nào chạnh lòng hết. Đúng không? Rồi như vậy là khi mà con quay trở lại lần thứ hai ra Hà Nội thì đến bao lâu thì các con mới đám cưới? Lần đó là tính chuyện đám cưới luôn thì sau khi xem ngày thì là vào tháng 11 ạ, cỡ 3 tháng. Con mới đám cưới ạ. 3 tháng. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho đến lúc cưới thì chắc dọn dẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mới tình này nó lâu dài đó. Lâu dài quá trời lâu. Nó chưa tới sao. Đó nó quá trời lâu. Nó chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không? Hay là hết hiền rồi? Đó. Dạ. Con vào cái chủ đề đó luôn đi con, có thấy vui á. Đầu năm đó mình khui cái chuyện nó vui lắm á. Dạ, thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Bởi vì là con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm, nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ. Rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin. Bởi vì mấy ba đứa liên tiếp đó. Vui vẻ lắm. Hai đứa liên tiếp là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên? Sau đấy tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đầy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Có luôn đó. Thôi em hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Tới cái phần tật xấu đó đúng không? Đúng rồi. Đó. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hay có những cái tật gì nó lòi ra? Dạ, vẫn hiền ạ. Vẫn rất là hiền. Bây giờ vẫn hiền. Luôn luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ tôi không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp. Làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nha, thường là cái phụ đó rơi vào mấy bà vợ đó. Mấy bà vợ bị chậm mà hay hay bị chồng còm len lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ từ. Cái tính như thế thôi. Điềm đạm chứ con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc mà cứ vợ con vừa làm 1-2-3-4 việc thì lại vừa quay sang để nhắc nhở con. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ ạ, nhiều. hay mắng. Rồi chậm chạp nè. Đó. Tiếp nữa. Có gì nè. Không biết nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Dạ, đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc cho nên mới nói là thôi, vợ làm đi anh không làm. Không phải chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là cho chị gái làm hết. Vừa là mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. Và vợ chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận rồi. Con ỷ y cái điều đó cho nên là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Trốn việc đó con. Trốn việc. Không biết ăn chậm chạp. Trốn việc. Ở nhà có lau nhà, quét dọn nhà cửa không? Có ạ, có lau nhà, con thể giao việc đấy ạ. Gỡ lại, đúng chưa? Hả? Bởi vì bây giờ là không có chăm con gái cho nên con gái là chỉ có theo mẹ thôi là đúng rồi. Đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Thực ra chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này.
Đúng không con? Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con, chín luôn cái vụ đó đi con. Làm sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho cái tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Một chuyện cũ nhưng mà nhẫn nữa. Đúng không? Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết. Mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Hay hôi chuyện để kể đó. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là cái có thể con quên rồi nhưng mà vợ con này vẫn nhớ dai. Thật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại. Gọi là mình sẽ đưa vào một cái gọi là nhai đi nhai lại chuyện cũ. Đúng không? Thù dai. Đúng rồi. Đó. Nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Có hồi chứ. Mới cưới nhau, à tức là hồi đấy thực ra là nhận yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa không, chứ không, tại không vì mình đâu ai. Có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ là liên lạc với bồ cũ, delete liền. Diệt cỏ diệt tận gốc. Chứ sao? Trời. Có đó cô đồng quan điểm với con. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ. Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá, với cả con cũng biết rồi thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với những ai tên như thế nữa. Rồi những cái gì liên quan đến người yêu cũ là cô kêu dẹp hết luôn. Ví dụ chứ sao? Thực ra là ví dụ như là nếu mà mình đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy. Không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Rồi. Delete luôn. Hay là ngay cả món đồ nó liên quan cao điểm đấy, món đồ ấy, tức ý con là hồi đấy là con rất thích mô tô. Những cái xe nó giống như là một cái mà mình yêu thích, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Rồi cô đồng quan điểm luôn. Bán luôn. Đồng quan điểm luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, những cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu tôi lắm. Không muốn ngồi lên đúng. Cái yên của người yêu cũ. Chính xác xác cô đồng ý quan điểm như vậy là không phải tật xấu mà tật đúng em ơi. Rồi, rồi bây giờ đúng. Có tật xấu nào nữa không? Tật xấu à? Chỉ có một cái tật xấu là nhắc lại cái thù dai, cũ. Thù dai thôi. Thù dai. Thế là công nhận. Đó. Có một cái nữa là cũng rất là lớn ấy. Cái gì? Tức là tính cách vợ con hơi cảm xúc, tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy. Thì giận có thể, cá chém thớt có rồi. Khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái đấy là tật xấu. Nhỏ dính. Cái đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con chàng con bị dính té tát. Ừ. Như thế. Tự nhiên bị giang miễn. Hồi đầu thì con không quen, bây giờ thì con quen rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Thì tức là hơi tiết chế lại cảm xúc một chút. Và nhận với con thì không quan trọng đâu. Với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn. Ra chỗ khác các thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Cục hứng. Đúng rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào. Tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là sao hiền. Đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Từ chú á, chú thấy con rất là hiền thục, dịu dàng. Thì những lúc mà tức cơn của vợ con thì nó như thế nào? Nói chung là khủng khiếp. Trời. Vậy luôn á hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị áp vía luôn. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì là nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang tức là đang bực đấy, đang không vui đấy. Cẩn thận giữ khoảng cách nhá. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Rồi là bây giờ thì có đeo đi xuống với ba, ông ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không? Đấy để tránh để ví dụ khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển. Hoạt động cực mạnh đúng không? Cái cảm giác tốt hơn rồi. Rồi, như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á là điều tiết được cảm xúc của mình đúng không? Đúng nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang đúng sống trong ngôi nhà của mình. Rồi cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên thôi. Quên rồi. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi, còn đâu để nhớ. Tên tuổi trên Facebook cũng không còn, xe mô tô cũng không còn, các địa điểm mà con đã từng đi qua là không được đặt chân tới thì làm sao đúng mà nhớ được. Đợt đó là quyết định là vào Sài Gòn sống là cũng là vì thế, để tránh đụng mặt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Thì được rồi. Vậy là ok rồi. Bắt đầu một tháng này con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không? Đó, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Vậy đó hả? Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái quá. Bây giờ chị Một trước đi. Trời ơi.
chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được, nhất là những cái lời chúc nha, những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là chú Bin mà chúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Hay là bây giờ mình những cái cặp hiếm muộn á, thôi được rồi, tụi nó đủ rồi, bỏ một đứa trai nữa không? Thôi, đứa cần đứa trai nữa không? Thôi, tụi nó đủ rồi, đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái lấy hơn. Thôi đừng. Đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều, là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên á thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con, đó là tiết chế về cảm xúc một chút xíu, đúng không, để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi, có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi, sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn đó, nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Dạ. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Vâng. Đó, thật sự là trước tiên là chú chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Ha? Thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Chị đó chính là nha. Không phải. Đó chính là một lá thơ. Một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Không con, có con có muốn nghe không? Không có ạ. Trời có chứ. Chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con nha. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Chú tại vì chú là người miền Tây. Dạ. Ba con, bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Trời dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Khoảng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình, đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái á. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con có muốn nói gì trai, với bố? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng khi mà con cưới vợ ấy, thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Và trong quá trình bọn con về sống chung ấy, thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều, cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi chú xin gửi cái lá thư này của bố con gửi cho con nha. Con cảm ơn chú ạ. Rồi xin chúc hai vợ chồng nha sẽ luôn yêu thương nhau. Mình cũng liệm đi luôn á, bởi vì á em biết không,
những người đàn ông á, mà đặc biệt nha, đàn ông miền Bắc á, ngộ lắm. Thực sự á, con thấy không, mới đầu khi con đưa vợ về á, thì con nghĩ là bố bàng quan, đúng không? Chỉ có mẹ là người là cái là để ý đến từng chi tiết, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tức là ông đứng ở ngoài, ông quan sát mọi thứ, và ông sẽ là người á, đứng ra để mà giống như người ta nói, trám két tất cả những cái gì mà những cái lỗ dò á, mà nó có, nếu có thì ông sẽ là người làm điều đó. Yeah. Tức là những người đàn ông miền Bắc nó ngộ lắm. Yeah. Có một cái đó. Tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á. Thương quá. Ừ. Thôi, chúc mừng hai vợ chồng nghe. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Con xin cảm ơn.